When I wrote my story, I wrote it in a position of love. The Nazi came with hate. My family came with doubts, and the expert came with the rejection letter. But I never gave up. I continue to write the story with love, with passion, with desire. That's why nothing can stop me. That's why I will be great, powerful, and rich someday. Khi mà tôi viết chuyện á, là tôi viết chuyện về yêu. Mấy người mà kỳ thị á, nó đem cái ghét tới cái chuyện của tôi. Gia đình đem mấy cái mà không có tin tưởng về cho tôi. Mấy người mà làm phim in sạch đã đem mấy cái giấy tờ từ chối tôi, mà tôi không có thất bại, tôi không có bỏ cái yêu, cái thích của tôi. Tôi viết chừng nào có người nó đọc thì thôi. The people rescue me. The people save me. And the people are the one that's gonna make me famous.